Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình chơi 10 à 8 game. Mình cho thêm một run đầu tiên. Let's go. Let's go with Santa. À, ông già Noel đó. Ô 4.000 mét rồi. Chạy ác thế nhỉ. Ôi trời, chết chết đã úp cơ tớ. Bị nháy mà. Mình nghĩ xong một trò tiếp theo đó chính là Bandiran. Bandi sẽ chạy cùng con quái 48 máu. Hy vọng là mình sẽ hạ gục nó thật là nhanh. Chú mệt quá, này mệt quá, mình chém gió được cái gì, cứ thay đổi được tiết cái không khí lạnh xuống là lại. Ô rồi em vừa mới chạy một tí đã bị quẳng rồi. Đã thế mình sẽ sang một cái game khác, đó là cho Grand Run. Let's go. Hôm nay này toàn là Santa chạy rồi nhá, Giáng sinh mà.
Lạnh quá nhờ, không khí lạnh đang về các bạn ạ. Buổi chiều hôm ấy. Ôi. Lại chết tiếp à. Rồi mình sang trò Scary Teacher đây. Đây nào. Mình sẽ chế biến cái món trứng ung. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Là cái gì? No, I can't stop at just one glass. Chắc là đó là một cách biểu cảm. Be right back. Ảo thuật. I will punish you, you little rascals. Trời ơi, chỗ nào cũng có bẫy chuột này. Mà giáo định đi vào phòng này sao này? Mình đây mình thủ sẵn. Rồi mở cửa ở đây mình cứ đập luôn. Có vào không? Ô bà giáo lên tầng mà mừng quá. Cho trứng vào nước này nó mới mịn ung được. Đấy, oh, có quả một quả ung đây này. How I wish. Oh, how I wish I could have eggnog all day every day. Thành công đây. Chỗ này không đi được. Yummy, yummy in my tummy. Quá ngon. Ooh, I think something is wrong. Oh, my stomach. Oh, oh, must hurry. Ba sang cho Tank Star. Mình để cầm cái vũ khí hạt nhân này. Con này siêu xe đúng không? Mountain. Con siêu xe tăng. Sóng âm à. Này chẳng biết nó bắn cái gì à. Quá hay, quá hay.
Alo. Còn pha nữa nhỉ. Ui. Con này bắn toàn pha lê thôi, sợ thật. Khoảng cách này ok đấy. Zoom in, zoom in, zoom, zoom in, zoom. Trời ơi. Ông này ông ngắm thẳng mình luôn. Mới đừng bắn. Ui, thế mà không trúng. Tôi có em xem đây, hỏa thạch. À, thạch độn này. Thạch độn này này, bắn bắn tầm này trốn. Kinh chưa? Thạch độn đấy. Nhưng mà con này sát thương nó yếu quá. Cái gì đâu mà chơi bẩn nữa. Trời ơi. Có ai làm thế bao giờ không? Mình chỉ chèn cái mũi. Ô. Đây này, bắn góc này. Ô, mũi khoan ok đấy. Tôi chưa vỡ mồm rồi. Vãi nổi, trời ơi. Trời ơi. Chết 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 chết. Chết chết. Ui, con này khó bắn đấy. Con này khó bắn đấy. Rồi mình sang trò Ice Cream 2. Xong con ong ấy. Chơi bán điện tử đấy. Mới ngỡ ngàng cái. Ô, ô. Vô lý, vô lý. Vô lý quá. Chui trong chuồng chó sao mày bị tóm mình. Rồi, 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 rồi. Đấy. Bản đồ rơi đâu rồi? Chuồn thôi. Cái trò này cứ bị khưng khưng. Đang ngơ ngác. Chúng ta sẽ đến Stoller.
thoại, túi này, rồi bật cái đèn lên đấy. Trời tối quá. Nhanh 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 nhanh. Cái ấy đây rồi. Gì nhỉ? Rồi càng đi rồi. What was that ice cream? Chúng ta sẽ đi tìm cái đồ vật khác như đâu. Chắc là có con mèo, con chim gì không? Đấy có con mèo đâu. Rồi. Câu con mèo chỗ nào, nhờ góc nào nhỉ? À, đằng này, đằng này. Đây, 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 đây. Ui.
hà. Rồi, ta sang trò cuối cùng. Vani. Anh không? Tiền này, tiền này. Cho lạc đường. Đây. Quá nhận rồi. Quá wow, goodbye, see you again.